Xin kính chào bà con và quý khán giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin sẽ chuyển tải những thông tin nông nghiệp hữu ích tác động đến sản xuất của nông dân. Đó là thông tin giá cả để nông dân nắm bắt kịp thời, định hướng sản xuất, các mô hình sản xuất sinh lời cao được chia sẻ mỗi ngày cùng bà con, hay là những chính sách tháo gỡ khó khăn của các nhà quản lý giúp cho nhà nông an tâm và thuận lợi hơn trong sản xuất. Tình hình sản xuất phát triển nông nghiệp từ các vùng miền sẽ được cảm nhận rõ nét trong 365 ngày chuyển động. Mời bà con và quý khán giả điểm qua cùng chúng tôi. Xuất khẩu đột biến kéo giá cà phê trong nước tăng theo. Cây dâu tằm phát triển tại vùng Danbury, diện tích tăng từng năm. Câu lạc bộ nông dân tỷ phú Bến Tre được thành lập là câu lạc bộ đầu tiên được ra đời ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, quy tụ những tỷ phú trồng dừa. Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đi trên con đường nông nghiệp sạch, nông dân Lâm Đồng nhiều cơ hội vươn lên. Thưa quý khán giả, đến miền Tây vào thời điểm này, đi dọc theo quốc lộ, tỉnh lộ thì du khách rất dễ thấy các loại cam được bày bán đầy đường. Và giá cam xuống thấp do sản lượng nhiều mà đầu ra không ổn định đã ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của hộ dân. Thế nhưng từ chỗ thương lái chỉ mua từ 2.000 cho đến 5.000 đồng một ký tùy loại thì bây giờ đã tăng lên từ 8 đến 10.000 đồng một ký, người nông dân đã phấn khởi phần nào. Theo khảo sát tại một số nhà vườn thì bà con nói là giá cam tăng ở mức 8.000 hay là 10.000, họ vẫn chưa có lời. Mà giá cam xô 10.000 đồng một ký và cam loại 1 phải 12.000 đồng một ký thì hộ trồng cam mới có lời được. Tuy nhiên với giá cam hiện tại vẫn đảm bảo để người dân tiếp tục đầu tư cho vụ tiếp theo. Hiện giá cam có tăng lên, nguyên nhân bởi các nhà vườn đã thu hoạch xong mùa vụ. Kèm theo đó thời tiết bắt đầu nắng nóng, nhiều người tiêu dùng lựa chọn trái cam để giải nhiệt. Có thể cam sẽ vẫn tiếp tục tăng giá cho đến thời điểm Tết và ra Tết. Bởi đây là lúc lượng cam tiêu thụ sẽ rất lớn, trong khi nguồn cung còn ít. Thưa bà con, hàng ngàn hecta khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long đến lứa thu hoạch nhưng mà vẫn phải nằm ngoài đồng chờ người thu mua, dù giá đã xuống rất là thấp rồi. Hiện tình hình tiêu thụ khoai lang tại thủ phủ khoai lang Vĩnh Long vẫn chưa được cải thiện, thậm chí là đang xấu đi khi mà nhiều thương lái không thu mua. Dân và hơn 4.000 hecta khoai lang đã quá lứa, nhưng nông dân không dám thu hoạch vì tiền bán khoai không đủ để bù đắp chi phí thuê nhân công. Chưa bao giờ người trồng khoai ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long lại khó khăn như hiện nay. Hơn 20 vựa thu mua khoai xuất khẩu tại thủ phủ khoai lang đồng bằng sông Cửu Long gần như đã ngừng hoạt động và không biết đến bao giờ mới thu mua trở lại. Mời bà con và quý khán giả cùng tìm hiểu thêm thị trường khoai hiện nay được ban biên tập tổng hợp. Việc Trung Quốc giảm mua khoai lang tỉnh Vĩnh Long là do từ một tháng trở lại đây, thương lái nước này đã tạm dừng nhập khẩu khoai lang tươi theo đường tiểu ngạch để kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. Đến thời điểm này, chưa có đơn vị trồng và chế biến khoai nào của nước ta gửi những thông tin về sản phẩm của mình cho hải quan nước bạn. Trước những vướng mắc này, vào cuối tuần qua, tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên đã cử một đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành và doanh nghiệp theo đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sang làm việc với các cấp chính quyền và doanh nghiệp ở vùng biên để tìm giải pháp xuất khẩu khoai lang một cách bền vững, ít rủi ro. Cà Mau là một trong những tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ. Đời sống người dân chủ yếu gắn liền với đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, nước mặn, nước lợ. Và một số nơi cũng có thể trồng lúa và cây ăn trái. Thời điểm này, nhiều phương tiện đánh bắt tại cửa biển Tam Giang Tây và Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang trúng lưới cá thu, cá chim. Mỗi con nước, các phương tiện có thể đánh bắt vài tấn cá, mang lại thu nhập từ vài chục triệu đồng cho đến 100 triệu đồng. Huyện Ngọc Hiển đang khuyến khích ngư dân chuyển đổi ngành nghề theo hướng đánh bắt xa bờ. Do đó, lưới cá thu, cá chim đang được người dân chọn lựa. Cá có giá trị kinh tế khá cao và hút hàng quanh năm. Hiện nay, cá thu và cá chim chẳng những được tiêu thụ nội địa mà còn đáp ứng một phần cho nhu cầu xuất khẩu. Nâng cao được giá trị dừa tươi Bến Tre, thủ phủ dừa của cả nước là mong ước của nhà vườn ở nơi đây. Và có một thông tin vui là mới đây, tập đoàn Vina TNT Group tổ chức lễ khởi công nhà máy dừa tươi Kim Thanh tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với công suất lên tới 25 triệu trái dừa tươi một năm. Nhà máy có quy mô là 10.000 m2, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 50 tỷ đồng và dự kiến vào năm 2019 sẽ đưa vào hoạt động. Trái dừa xiêm xanh đã xuất khẩu đi một số nước và việc doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho ngành hàng này, chúng tôi thấy rất là vui cho nông dân mình. Hiện nay, dừa xiêm Bến Tre đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường Hoa Kỳ. Trung bình mỗi tuần, tập đoàn Vina TNT Group
xuất khẩu hơn 100.000 trái. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhà máy sẽ góp phần xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất tại chỗ, đồng thời mở rộng thị trường và thúc đẩy giá trị thương hiệu nông sản Việt. Những trái dừa xiêm xanh đã thực sự mang lại giá trị rất là cao cho bà con nông dân tỉnh Bến Tre. Minh chứng là đã có nhiều tỷ phú trồng dừa xiêm xanh xuất hiện tại tỉnh Bến Tre trong vòng mấy năm trở lại đây. Dân đúng là như vậy, và điều này đã cho thấy đời sống của người dân ngày càng khấm khá hơn. Nhưng mà tôi cũng có một thắc mắc là những trái dừa như thế này thì có lúc giá cả cũng rất là bấp bênh. Nhất là ngay từ đầu năm thì giá dừa tươi và dừa khô có lúc là rớt xuống rất là thấp, khiến cho người nông dân lao đao. Vậy thì tỷ phú Mạnh Tuấn Anh vừa nhắc đến chắc chắn phải có một bí quyết nào đó đúng không? Đúng rồi đó Quỳnh Loan à. Để mà được thành công như vậy thì họ cũng có những cái bí quyết riêng. Đối với những tỷ phú dừa ở Bến Tre thì bí quyết đơn giản là lúc đầu trồng xen canh, sau đó chuyên canh và biết chia sẻ với nhau mọi thứ từ kỹ thuật trồng cho đến liên kết đầu ra. Bây giờ những nông dân tỷ phú này đã thành lập hẳn một câu lạc bộ quy tụ những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có nhiều cách làm hay sáng tạo và đạt doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở lên. Xin chia sẻ cùng bà con ngay sau đây. Tháng 7 năm 2018, câu lạc bộ nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre được thành lập, ban đầu là 20 thành viên. Đây là câu lạc bộ đầu tiên được ra đời ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong các mô hình, có mô hình chuyên trồng dừa xiêm xanh của ông Trần Văn Thạnh, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Được hội nông dân các cấp trong tỉnh định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đưa đi tham quan học hỏi nhiều mô hình khác, ông đã quyết định trồng dừa. Ông trồng dừa xiêm xanh xen vào vườn sơ ri với khoảng cách từ 5 đến 5 mét rưỡi một cây. Sau hơn 2 năm chăm sóc, khi dừa bắt đầu cho trái, ông đốn bỏ cây sơ ri để lại vườn dừa chuyên canh. Từ 4 công đất nay tăng lên gần 20 công trồng dừa xiêm xanh. Đất không phụ lòng người, vườn dừa phát triển tốt. Trung bình mỗi năm thu hoạch được 16 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 20 đến 25 ngày. Giá bán dao động từ 60 đến 130.000 đồng một chục, thu được tiền tỷ. Nếu so với trái dừa khô hiện nay thì người nông dân trồng dừa xiêm xanh có lợi hơn nhiều. Cây dừa xiêm xanh so với lúa và các loại cây trồng khác thì nó đạt hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần. Chuyên canh dừa xiêm xanh với gần 20 công như vậy thì thu hoạch cũng cả thiên trái rồi đúng không anh Tuấn Anh? Vậy thì ông phải tiêu thụ như thế nào? Do ông đã có kinh nghiệm cả chục năm gắn bó với trái dừa xiêm xanh trên đất thấp Nhiễm Phèn, cho nên ông cũng có đủ kỹ thuật chăm sóc dừa hiệu quả, chất lượng và được thương lái, công ty đặt hàng hết. Ông cho biết thêm là bí quyết trồng dừa ít tốn công chăm sóc hơn các loại cây trồng khác, chủ yếu là biết cách phòng trừ đuông, bọ dừa cắn phá. Mùa khô thì mình phải cung cấp đủ nước cho dừa. Mỗi năm lấy bùn dưới ao lên bồi vào gốc để mà cung cấp thêm dinh dưỡng. Muốn trái dừa đẹp và nước ngọt thì phải bón kết hợp phân hữu cơ và vô cơ, chú ý bổ sung thêm cho cây một ít phân kali nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ một thông tin vui cho nhà vườn trồng cà phê ở Lâm Đồng hay là các tỉnh của vùng Tây Nguyên. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 10 thì xuất khẩu cà phê sang nhiều thị trường tăng đột biến. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2017, thị trường Đức tăng gần 134%, Thái Lan tăng gần 139% và Nga tăng gần 172%. Đáng chú ý, thị phần cà phê của Việt Nam tại Thái Lan hiện nay chiếm tới 93%. Và Thái Lan hiện là thị trường tiêu thụ cà phê lớn thứ 5 của Việt Nam sau Đức, Ý, Mỹ và Nhật Bản. Và Việt Nam cũng chính là thị trường cung cấp cà phê lớn nhất cho Ấn Độ. Thị trường mở rộng và tăng trưởng đều như vậy đã giúp cho việc xuất khẩu cà phê của nước ta 10 tháng qua đạt 138.100 tấn, trị giá hơn 251 triệu đô la Mỹ, tăng về lượng và giá trị so với cùng kỳ. Tháng 11 này thì giá cà phê trên thị trường thế giới đang tăng nhẹ, cho nên tác động giá cà phê trong nước cũng khởi sắc hơn. Cụ thể như sau. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm thường tăng, giúp cho thị trường hồi phục. Điều này cũng giúp cho giá cà phê trong nước khởi sắc, hiện dao động ở mức 35.500 đồng đến 36.500 đồng một ký, tùy chất lượng và địa phương. Cà phê Robusta Nhân Xô tại một số tỉnh, khu vực huyện Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 35.100 đồng một ký, mức cao nhất là 35.900 đồng một ký. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, tại các kho khu vực quanh thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta loại ER1 có mức giá 37.300 đồng một ký.
Nhà vườn trồng cà phê ở Lâm Đồng đang phục hồi diện tích cà phê già cỗi sâu bệnh để gây dựng lại thương hiệu cà phê Lâm Đồng, cà phê Việt. Bên cạnh đó thì nông dân cũng đang nắm bắt cơ hội tốt từ giá kén tằm tăng cao mà đầu tư trồng dâu tằm. Ở xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc, trong tổng số trên 2.270 gia đình sinh sống, thì nay đã có trên 520 hộ trồng dâu nuôi tằm với tổng diện tích trồng dâu tính đến thời điểm hiện nay là trên 468 hectare. Và con số này trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tăng nhanh. Vốn có nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm lâu nay, rất nhiều gia đình có kinh nghiệm trong nghề, đất đai thích hợp, khí hậu địa phương phù hợp với con tằm. Thế nên khi cán tằm được giá, rất nhiều bà con đã quay trở lại với nghề trồng dâu nuôi tằm. Với sự ổn định về giá hiện nay, cộng với các giống dâu tằm mới có năng suất và hiệu quả về mặt kinh tế hơn, nên chính quyền, đoàn thể xã đã tăng cường vận động người dân chuyển đổi những diện tích trồng chè, cà phê cằn cỗi hiệu quả thấp sang trồng dâu hoặc xen canh dâu để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Quỳnh Loan nè, bây giờ nếu mà Quỳnh Loan có một số tiền lớn để mà đầu tư làm ăn á, thì Quỳnh Loan có nghĩ đến sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch không? Nông nghiệp sạch hữu cơ hiện nay đang là một vấn đề hot và đầu tư vào đây vốn rất là lớn, nhưng mà nếu thành công thì rất là dễ làm giàu. Ngặt một nỗi là tôi không có kỹ thuật về lĩnh vực này. Dần tôi hiểu đó cũng là tâm lý chung của những người làm ăn. Nhưng mà với những người làm ăn, khi họ nhìn ra được tiềm năng của ngành hàng nào thì họ sẽ mạnh dạn đầu tư. Tại thành phố Bảo Lộc, tuy không phải là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng, nhưng mà thời gian gần đây thì thành phố này đã và đang trở thành điểm dừng chân của rất là nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch. Tôi sẽ chứng minh cho Quỳnh Loan thấy là việc nhìn ra được thị trường tiềm năng, tập trung đầu tư thì sẽ mang lại giá trị cao như thế nào. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Vốn là chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa khá thành công tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Biểu đã quyết định rẽ hướng đầu tư vào nông nghiệp với kỳ vọng cung cấp giống cây trồng chất lượng cao cho thị trường trong nước và phát triển mạng lưới trồng và kinh doanh rau an toàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dường Bảo Lộc được thành lập từ cuối năm 2015. Sau 3 năm đi vào hoạt động, đơn vị này đã cho thấy quyết tâm đầu tư và nỗ lực tìm kiếm vị thế riêng cho mình trên bản đồ nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Nông nghiệp thì thứ nhất là tạo ra những thứ mình ăn được ngay và tốt. Cái thứ hai nữa, nếu xét về hiệu quả kinh tế thì nông nghiệp cũng không phải là thấp hơn công nghiệp. Mà đầu tư vào công nghiệp thì vốn thường vốn lớn, thời gian thu hồi lâu. Chứ đầu tư nông nghiệp thu hồi vốn nhanh và vốn cũng không cần là đầu tư lớn. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng nguồn hàng rau củ quả, nhất là rau củ quả an toàn, sản xuất sạch đang gia tăng. Đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng lo ngại mua phải các sản phẩm rau củ quả có dư lượng chất tăng trưởng, thuốc trừ sâu, vân vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dường Bảo Lộc đã mạnh dạn đầu tư trồng các loại rau ngắn ngày theo quy trình Việt Gáp để đưa các sản phẩm rau an toàn với giá hợp lý đến tay người tiêu dùng. Tôi muốn rằng là tất cả những cái sản phẩm mình làm ra, trước hết là nó có lợi cho sức khỏe cho người dùng. Cái thứ hai nữa là chất lượng nó phải tốt. Thì đó là cái mong muốn của chúng tôi khi mà đầu tư vào nông nghiệp ở Bảo Lộc. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những khâu đột phá chiến lược giúp Lâm Đồng phát huy lợi thế các loại nông sản có giá trị kinh tế cao, tạo sự gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp với sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao đã và đang mở ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao tay nghề cho lao động nông nghiệp ở địa phương. Đa số là người dân ở đây đều gắn bó với nông nghiệp, do đó những cái mà nó cao siêu quá thì mình không nói, còn những cái về kỹ thuật chăm bón thì người dân họ đã quen với lại cây trồng rất là dễ, do đó có thể ai cũng làm được, chỉ cần mình hướng dẫn sơ thôi. Nông nghiệp công nghệ cao vẫn sẽ là mảnh đất nhiều tiềm năng khi những doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ chính quyền địa phương cùng với các chính sách thu hút đầu tư. Tin rằng với những tiềm năng và lợi thế có sẵn cùng với sự mạnh dạn đi tắt đón đầu của các nhà đầu tư như công ty trách nhiệm hữu hạn Dường Bảo Lộc, Lâm Đồng sẽ nhanh chóng phát huy được thế mạnh của mình trên chặng đường đưa nông nghiệp của địa phương vươn xa. Đó, Quỳnh Loan thấy như thế nào sau khi xem xong cái phóng sự vừa rồi? Tôi thấy là các nhà đầu tư thì luôn có một cái nhìn trúng đắn, luôn đi sớm đón đầu thị trường, nhất là trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay. Và lập nghiệp thì nghề nào cũng được, miễn là phải có niềm đam mê và phải biết nắm bắt thời cơ. Tỉnh Lâm Đồng cũng đang tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư lập nghiệp tại tỉnh này. Đời sống nông dân sẽ khấm khá hơn nếu mà bắt kịp nông nghiệp hiện đại.